Sáng 11 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt đầu khám xét nhà riêng của các cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận liên quan tới các sai phạm tại Tân Việt Phát 2. Hai chiếc xe biển số xanh đã đến nhà riêng ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại số nhà 61 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết. Buổi làm việc còn có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và công an địa phương. Xung quanh căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt. Được biết ông Hải là một trong 5 bị can, cơ quan cảnh sát điều tra công an khởi tố ngày 10 tháng 2 về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 với 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cùng tội danh này, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 cựu cán bộ của tỉnh, gồm ông Lương Văn Hải, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Nguyễn Thành Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngô Hiếu Toàn, phó giám đốc Sở Tài chính. Bộ Công an cáo buộc 5 bị can có sai phạm liên quan dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh trên để điều tra. Bộ Công an cho biết, việc khởi tố 5 bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện quyết định của Thủ tướng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.